Thưa quý vị và các bạn, là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên Cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động. Những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Mọi công việc đảng đều do đảng viên làm, mọi nghị quyết đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tu dưỡng rèn luyện hàng ngày mới có được. Bác khẳng định, người đảng viên, dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo. Bác yêu cầu cán bộ đảng viên phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Theo bác, cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì thế, đảng viên đi trước, làm nước theo sau. Và muốn quần chúng làm theo thì bản thân phải là tấm gương, phải cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc. Và bác chính là tấm gương sáng về sự tiên phong gương mẫu cả trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói và việc làm từ nhỏ đến lớn. Qua đó, kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều lệ Đảng, Đảng ta khẳng định đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những thành tựu vĩ đại từ khi có Đảng lãnh đạo và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước gần 35 năm đổi mới đã khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ đảng viên, khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của đa số đảng viên của Đảng ta. Đa số cán bộ đảng viên giữ vững được tư cách người đảng viên Cộng sản trong điều kiện mới, tiên phong gương mẫu trong công tác và đời sống, thực hiện tốt đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phần lớn cán bộ đảng viên kiên cường dũng cảm, không quản ngại gian khổ hy sinh, phấn đấu quên mình vì lý tưởng Cộng sản. Tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên vững vàng trước những biến động của tình hình trong nước và thế giới, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.